Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bếp Xanh. Demestic là một trong những thương hiệu thiết bị nhà bếp được người dùng đánh giá rất là cao bởi vì thiết kế này cũng như tính tiện lợi và độ bền của sản phẩm trong quá trình sử dụng. Và trong video ngày hôm nay, chia sẻ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm đến từ Demestic là bếp từ NA772IB với hai vùng nấu rất là tiện lợi. Cùng chị theo dõi trong video ngày hôm nay để khám phá chiếc bếp từ này nhé. Từ Demestic NA772IB hoàn thiện với bề mặt kính đen, thiết kế lớp âm rất là thẩm mỹ. Bếp có xuất xứ là từ Tây Ban Nha và linh kiện thì được nhập khẩu từ Đức như là mặt kính và mâm từ. Bếp sẽ trang bị cho các bạn hai vùng nấu từ để chúng ta có thể thoải mái nấu ăn hai món cùng lúc trên bếp rất là tiện lợi, cũng như là bản hệ thống điều khiển bằng cảm ứng dễ sử dụng. Với thiết kế lớp âm của bếp như thế này sẽ mang lại cái sự thoải mái cho người nội trợ khi nấu ăn ở trong bếp, đồng thời là giúp gian bếp của mình sẽ trở nên là hiện đại và sang trọng hơn. Thì bếp từ Demestic NA772IB được thiết kế từ mặt kính là có ceran đến từ Đức, đem lại khả năng là chịu lực, chịu nhiệt tốt, chống chảy xước va chạm trong quá trình sử dụng. Ngoài ra thì phần bề mặt kính sẽ được thiết kế vát cạnh ở cả bốn góc và cái đường bo cong ở như thế này để tránh mẻ cạnh trong quá trình sử dụng, đồng thời là tăng thêm cái sự tinh tế cho sản phẩm. Bề mặt kính thì được thiết kế rất là trơn láng, giúp chúng ta dễ dàng vệ sinh bếp cả trong và sau khi nấu ăn, cũng như là khi mà nồi nấu đặt ở trên bếp thì nó sẽ không có bị trơn trượt. Bếp thì được thiết kế theo dạng là lắp âm với cái bề mặt là màu đen thì sẽ giúp chúng ta dễ dàng phối với nhiều nền bếp, đặc biệt là những cái nền bếp có màu sáng để tăng cái sự tương phản và làm cho chiếc bếp chúng ta nổi bật hơn. Bếp từ Demestic NA772IB được hoàn thiện liền khối theo dạng là hình chữ nhật với chiều dài là 73cm, chiều rộng là 43cm. Kích thước khoét đá của bếp này là dài 71cm và chiều rộng là 41cm. Với kích thước này thì bếp phân bổ hai vùng nấu từ rất là hợp lý, với cái vùng nấu từ ở bên trái và vùng nấu từ ở bên phải thì các bạn có thể nấu ăn hai món cùng lúc trên bếp rất là tiện lợi. Hai vùng nấu này đều có mức công suất là 2300W và hỗ trợ thêm các bạn mức công suất là booster để giúp chúng ta tăng lên là 3000W. Với cái vùng bên trái thì chúng ta sẽ có đường kính là 27cm và vùng ở bên phải có đường kính là 22cm. Với hai vùng nấu lớn nhỏ như thế này sẽ giúp các bạn dễ dàng đặt nhiều son nồi có kích thước khác nhau để chúng ta phù hợp hơn, giúp chúng ta tiết kiệm điện năng. Hai vùng nấu này thì sẽ có mâm từ là của tập đoàn EGO Made in Germany, đem lại cái độ bền cao, giúp phân bố nhiệt đồng đều, giúp chúng ta tiết kiệm điện năng. Ngoài ra thì hai vùng từ sẽ có chức năng là nhận diện nồi nấu rất là tốt. Khi mà các bạn bật bếp mà không có đặt nồi trên bếp á, thì bếp nó sẽ báo không có nồi nấu và bếp nó sẽ không hoạt động ha. Bên dưới hai vùng nấu là cái phần bảng điều khiển bằng cảm ứng theo dạng chữ slide với những ký hiệu rất là dễ thao tác và dễ nhận biết. Ngoài cùng thì chúng ta sẽ có một cái phút nút để các bạn bật tắt nguồn bếp. Ở chính giữa là thanh chuột slide để cho các bạn chọn công suất cho mỗi vùng bếp là từ 1 đến 9. Ngoài ra, bếp sẽ hỗ trợ thêm mức công suất booster cho cả hai vùng nấu. Trong trường hợp các bạn muốn nấu nhanh hơn và tiết kiệm thời gian hơn thì các bạn sẽ bật cái nút này. Và phím ngoài cùng là phím khóa an toàn cho trẻ em. Khi mà các bạn bật bếp lên á, thì chúng ta sẽ thấy được cái phần màn hình đèn LED nè. Với ở đây là các bạn chọn vùng nấu cho vùng nấu ở bên trái. Đây là chọn vùng nấu ở bên phải. Và phía bên trên là CL là clock để các bạn hiện giờ cho hai vùng nấu. Thì ở đây Chi đã có sẵn hai cái nồi trên bếp rồi. Và trước tiên thì để chọn nấu cho cái vùng nấu ở bên trái thì Chi sẽ bấm chọn vùng nấu. Rồi chọn mức công suất. Khi mà không có nồi ở trên bếp á, mà các bạn bật á, thì nó sẽ hiện theo ký hiệu như thế này. Nó sẽ hiện theo cái dạng là chữ U như vậy, gạch đích có nghĩa là không có nồi. Và khi các bạn mà đặt nồi lên á, thì nó sẽ trở lại như bình thường ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn vùng nấu và chọn công suất. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn mức công suất là từ 0 đến 9 ha. Và điều khiển chuột slide như thế này rất là nhạy. Nếu như mà các bạn muốn bếp chúng ta nấu nhanh hơn á, thì chúng ta sẽ bật thêm mức công suất là booster, chữ B ở đây. Đó, các bạn nhấn và giữ thì lúc này nó sẽ hiện chữ B. Thì lúc này bếp bên trái nó sẽ gia nhiệt nhanh hơn, giúp chúng ta tiết kiệm thời gian hơn. Khi các bạn muốn bỏ công suất booster để nấu là như bình thường thì chúng ta chỉ cần chữ slide và chọn là như bình thường thôi. Đây là chỉ chọn mức công suất là 2. Các bạn muốn hẹn giờ cho vùng nấu ở bên đây thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút CL ở trên này. Rồi, chúng ta sẽ hẹn cái vùng giờ cho cái số phía sau trước. Thì các bạn sẽ chuột slide để chúng ta hẹn cái số ha, từ 1 đến 9. Rồi, trường hợp chỉ muốn chọn 15 phút thì các bạn đợi ở phía trước chấm nháy rồi chúng ta chọn nha. Đây, bây giờ chỉ chọn 15 phút. Sau khi đồng hồ đã hết chấm nháy thì đã đặt cho chúng ta là 15 phút. Thì sau 15 phút vùng nấu này nó sẽ tắt ha. Tiếp theo là chỉ chọn vùng nấu cho cái vùng bên phải. Đó, chọn vùng nấu. Rồi, chọn mức công suất. Đây chỉ chọn mức công suất là 7. Trong trường hợp chọn booster thì các bạn sẽ ấn chữ B ở đây. Trường hợp muốn bỏ mức công suất booster thì chúng ta sẽ nhấn lại như bình thường. Đây là chỉ chọn mức công suất là 3 ha.
Rồi các bạn muốn hẹn giờ cho vùng nấu này thì chúng ta cũng ấn là CL ở trên. Rồi chúng ta chọn phút ở phía sau. Là Chi chọn thử 27 phút ha. Thì đây 27 phút. Rồi trong trường hợp các bạn muốn khóa bảng điều khiển này để chúng ta lau chùi bếp, hoặc là không muốn trẻ em chạm tay vào bếp, thì chúng ta ấn và giữ cái nút khóa ở đây. Rồi sau khi mà các bạn ấn khóa thì sẽ hiện một cái chấm đỏ trên đây là chúng ta đang khóa bếp và các bạn sẽ không có điều khiển ở trên bếp được nữa. Sau khi muốn tắt khóa thì các bạn sẽ ấn lại một lần nữa vào nút khóa này. Rồi sau khi nấu xong thì các bạn sẽ ấn vào nút nguồn để chúng ta tắt bếp. Như vậy là xong. Nếu như mà sau khi nấu xong mà các bạn thấy vẫn còn hiện chữ H ở trên cái bụng nấu, có nghĩa là hot á, thì lúc này là bếp đang rất là nóng và các bạn không nên chạm tay vào để vệ sinh bếp. Sau khi đợi được cái tắt cái chữ H này thì các bạn hãy nên vệ sinh bếp ha. Ngoài những cái tính năng hữu ích trên bảng điều khiển như là khóa an toàn cho trẻ em, booster nấu nhanh hay là hẹn giờ, thì bếp từ Domestic NA72IB còn có chức năng là nhận diện vùng nấu rất là tốt. Khi các bạn mà đặt nồi ở trên bếp thì nồi nó sẽ được bếp nhận diện đáy nồi, phân bố nhiệt đồng đều, cũng như là khi mà các bạn bật bếp mà không có nồi nấu, không có tiến hành chọn công suất thì bếp cũng sẽ tự động tắt để đảm bảo an toàn hơn cho chúng ta trong quá trình sử dụng. Thì với thiết kế rất là đơn giản nè nhưng mà hiện đại, lắp âm hai vùng nấu để chúng ta có thể nấu ăn hai món cùng lúc, và hệ thống bảng điều khiển cảm ứng thì rất dễ sử dụng, thì đây sẽ là một chiếc bếp rất là đáng để các bạn cân nhắc để sở hữu cho nhà mình. Nếu như yêu thích sản phẩm thì các bạn hãy đến ngay các showroom của Bếp Xanh để được trải nghiệm trực tiếp, hoặc các bạn có thể gọi hotline 1800 6775 hoặc truy cập website www.bepsanh.com để được nhân viên tư vấn chi tiết hơn. Về giá và thông tin của sản phẩm thì chia sẻ ở trong đường link ở bên dưới để các bạn có thể tiện tham khảo. Nếu yêu thích video này thì đừng quên like cũng như là đăng ký kênh và nhận thông báo để cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhất từ Bếp Xanh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.